Ném cửa thang này, anh ném một phát được luôn. Anh không rồi, anh không rồi, cứu cứu em rồi, anh không rồi, anh sao rồi? Cậu có tiền không? Tất nhiên là có rồi. Cái này là cái xích của con cún nhà em mạ vàng đấy anh ạ. Cún em, hả? Anh kể cho em một câu chuyện ly kỳ. Cho chỉ là con tắc kè nhà anh biết nói. Hả? Biết nói. Nó nói gì hả anh? Để anh kể cho mà nghe. Hôm trước Hà Sam sang nhà anh chơi, thế là đứng trước mặt nó, Hà Sam nói sao? Thế là nó nhảy thẳng vào mặt Hà Sam. Nói gì? Nó bảo là sạo kê. Tắc kè thì nó biết nói, chỉ có kêu tắc kè gì, làm gì có sạo kê. Con tắc kè nhà khác nó kêu tắc kè đúng. Nhưng mà con tắc kè nhà anh nó kêu sạo kê. Nhưng mà nó đi chơi rồi, để hôm nào nó về anh cho em sang em xem. Có mà anh sạo kê, anh sẽ bắt kè có cái gì chơi thôi. Không tin anh à? Không, anh có điều anh gì? Điều gì đâu kể em nói được. Lần chơi trò này bọn mình chơi rồi đấy, một người vẽ hai người còn lại sẽ đi mua ấy. À tớ nhớ rồi, để tớ vẽ trước. Lần này mình sẽ vẽ cái gì thật khó để cho anh gấu đỏ mới Hà Sam không thể mua được. Không ai mua được là thua nhá. Rồi, có cái gì mà không mua được đúng không Hà Sam? Cái gì đấy? Ôi, quả dứa. Đúng rồi, gần giống quả dứa thôi. Cái gì nhỉ? Mặt trăng à? Đấy, mặt đúng rồi, mắt đây giống mắt híp, giống mắt con híp rồi. Có lẽ là con híp tự vẽ con híp để chúng mình mua không? Mắt líu anh ơi. Răng nhọn, răng nanh. Mũi à? Nhìn tôi vừa vẽ ma cà rồng đấy. Vẽ thế này các bạn ơi. Đây là cái gì dư mặt người như thế này các bạn? Thế mới có chứ. Hai người đi mua đi. Được rồi, bây giờ em đi mua. Đi nha. Mình vẽ quái vật mà trên đời này làm gì có quái vật. Đảm bảo anh gấu đỏ với Hà Sam thua chắc mình thắng rồi. Quái vật. Anh gấu đỏ ơi, anh gấu đỏ ơi, cứu em với. Anh gấu đỏ, anh sao rồi? Bọn anh chả mua quái vật thì cho em đâu. Đúng cái khuôn quái mặt cầu cầu thế còn gì nữa. Đúng không? Giống thì giống nhưng mà sợ quá các bạn ạ. Định vẽ quái vật để cho mình với Hà Sam không mua được các bạn ạ. Nhưng hóa ra là mình với Hà Sam mua được rồi. Đói quá lết không nổi rồi các bạn ơi. Hà Sam, nếu mà em đói thì em vẽ cái gì ăn được đi. Em nghĩ là cái gương anh ạ. Cái gương á? Cái gương ăn thế nào được? Ăn cũng mà gãy răng à? Mình nghĩ Hà Sam đang vẽ kẹo mút các bạn ạ. À, trứng ốp lép. Bên này cơ mà. À, bên đấy à? Bên này. Nhìn kìa. Bim bim. Để em. Ai à, được đấy. Ui. Em ném thế mà không ném à? Đưa dép đây anh ném được.
Anh ném cẩn thận nhá. Này, anh ném một phát được luôn. Rồi. Bọn anh về tới đây, Hà Tham. Trứng đâu? Đây, ở trong túi quần tới đây này. Cái gì? Chả mà để trong túi quần được. Bên này. Đây này. Con lừa tớ. Đây. Bên túi anh gấu đỏ. Ôi giời ơi anh ơi. Vừa y chang anh ạ. Thế nhưng mà cái này có phải là trứng ốp la đâu. Không phải. Đây này. Cái này long gì? Long trắng. Cái này long gì? Long đỏ. Thế trứng ốp la nó như này không? Có. Đầu tiên ta lấy gói sốt cam đổ lên cái chảo rất đều nè. Sau đó bóc quả trứng ốp la màu trắng ngon nghẻ này lên, úp lên đây. Sau khi nghe thấy tiếng xèo xèo của trứng ốp la, đổ tiếp gói xanh lên. Cuối cùng mình đổ gói sốt màu đỏ lên nha. Wow. Ôi ngon ơi ngon luôn đấy. Thật ngon lắm con hiếu ạ. Cho em miếng nào. Thạch ngon lắm. Ôi giời ơi. Ăn thế nào đấy? Không sao, vẫn còn một miếng nữa. Trông. Sao cậu ăn nhiều thế? Mỗi người một miếng, ai bảo cậu làm rơi. Mình sẽ vẽ một cái gì thật là giá trị để Hà Sa với con hiếu mua cho mình các bạn nha. Đây. Cái gì giá trị được đây anh có đỡ ơi? Đố em với con ít biết đấy. Lò xo. Không phải lò xo. Tớ nghĩ là vòng vòng này giống xích chó hả sao ạ? Xích chó? Suy nghĩ quá tầm thường. Này, không phải xích chó đâu con ít ơi. To như thế chỉ có xích trâu thôi. Các bọn em đoán linh tinh ấy nhỉ? Để anh vẽ xong đã. Hay là lốc xoáy nhỉ? Anh ơi, lốc xoáy em không mua cho anh được đâu. Đúng rồi. Không. Bây giờ bọn em đi mua cho anh một cái dây chuyền vàng để anh đeo vào cổ như thế này. Anh gấu đỏ, anh ấy khôn thật đấy. Đúng rồi đấy. Anh phải vẽ vòng vàng cho bọn mình mua. Mà ai vòng vàng mất nhiều tiền lắm. Mà, cậu có tiền không? Tất nhiên là có rồi. Ui dồi ôi, trong người lúc nào cũng phải có tiền. Đại gia. Đây. Cái lá nó rơi trong túi chứ không cả. Bên này. Bên này có tiền. Còn cái nịt xoăn. Cậu yên tâm đi. Tớ đã có cách rồi. Đi theo tớ. Giàu to rồi. Vâng, anh đây. Được đấy. Tặng anh thêm một chiếc dây. Dây này là dây đinh ba luôn anh nha. Ngoài ra còn có cái kính này nữa nè. Bad boy, anh không cần diễn. Nhưng mà good boy, anh phải vào vai. Tiền anh không thiếu, vàng anh đầy nhà. Anh là đại gia, trên phố núi mới xuống. Bad boy, anh không cần diễn. Good boy, anh phải vào vai. đẹp không, hay không, có vòng vàng vào cái, tự tin hẳn ra sao ạ. Ê, mà bọn em lấy tiền nhiều đâu, mua cho anh vòng vàng này đấy. Nói đi. Cậu nói đi. Cậu nói đi. Thực ra, cái này là cây xích của con cún nhà em, mạ vàng thôi anh ạ. Quý anh. Mẹ nhanh lên con hiếp. Mình đã phải dốc thế này để cho máu nó dồn lên não. Phải vẽ cái gì giá trị hơn anh gấu đỏ mà vẫn chưa nghĩ ra. Ôi dồi ôi, cậu nghĩ đại cái gì đi. Cậu nằm như này á, máu chưa dồn lên não ấy, cậu đã gãy xương lưng rồi. À, bây giờ đang hot và mới ra. iPhone. Ui. Ui dồi. Ôi dồi ôi, iPhone 13 con íp. Alo con Pro.
Pro Max. Đây 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 anh ơi. Nhưng mà iPhone điều tra lại có vân vân này con nếp. Anh tưởng là có hình trái táo mà cắn dở mà. Đây là cái hộp iPhone. Anh phải đi mua iPhone cho em. Em nói đàng hoàng cho nó ngồi dậy, nó đàng hoàng. Ôi ôi. Bùng đá. Ui, vẫn thơm hơn mùi muối mít. Thơm hơn muối mít. iPhone 13 đấy. 13. Cho anh. Hả? Cho anh. Em có iPhone 13 rồi, em dùng làm gì cái điện thoại cùi này nữa. Bọc. Đập hộp. Ủa ôi, này, sờ nóng bỏng tay đấy nhá, nóng bỏng tay luôn đấy, nóng bỏng tay đấy. Cái gì đây? Điện thoại iPhone đấy. Em vẽ cái hộp thì anh chỉ mua cho em cái hộp iPhone thôi, còn cái lõi ở trong thì anh có biết đâu. Tớ nha, tớ tìm mãi mới được cái iPhone, bỏ iPhone này đấy. Anh chỉ cái điện thoại nhá. Anh ơi. Mình thèm ăn thịt gà quá các bạn ơi. Chính vì vậy mà bây giờ mình sẽ vẽ một con gà. Hà Trâm nước ngoài cũng thích vẽ đồ ăn các bạn ạ. Con gà nhưng mà to thế này Hà Trâm. Đây là cái mâm anh ạ. Gà, đây là cái mâm. Mâm. Đây, cái gà đâu, đây này, đâu, con gà đây này. To đấy. Đấy. Cố. Ui, cánh vẽ cái đùi đấy các bạn ạ. Cánh nó phải vẽ cho anh. Đây, cái đùi nó phải to này. Em thích ăn đùi gà nên đùi nó phải to này. Ơi. À. Chân gà đây này. Con gà này biến dị rồi con đi vậy. Người ta đùm, cổ bé tí. Đào đi. Đấy, xong rồi. Con Hiếp, anh em đi mua chứ. Được rồi, đi anh ơi. Đây. Mua gà thôi. Mua gà nào. Gà đã về. Wow, các bạn ơi. Gà đã về. Anh ơi, gà lên mớ mẩn hoài gà. Ôi, em cảm ơn anh Huy. Em thèm ơi, rớt cả nước miếng rồi. Biết rồi. Em cảm ơn anh nhá. Ừ, các bạn ơi. Gà chắc chắn là cái mâm to này, gà to này. Ôi gà ơi. Quá ra là gà. Gà lên mâm nha các bạn. Gà lên mâm nha. Mâm gà. Ôi gà lên mâm nha. Để giờ tay em bỏ tay quá. Ôi nó chạy ơi. Nó chạy ơi. Ôi nó chạy. Gà chạy đó. Vừa bắt gà cho Hà Sam này các bạn ơi. Bẩn hết cả áo rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái áo các bạn nhá. Rồi, con đi cho anh bận lưng. Đây. Anh vẽ một cái áo. Áo, đây là cổ áo này. Áo dài tay, áo cọc tay hả anh ơi? Áo cọc tay. Đấy, anh vẽ lần này rất đơn giản để cho bọn em mua. Đấy, xong rồi, một cái áo đây. Ôi giời, tưởng gì có áo ngay. Áo về lần này luôn rồi. Áo mới các bạn ơi. Mang này. Vứt mác luôn. Đúc vào đây tí về vứt thùng rác. Đấy các bạn ơi, đeo áo mới này. Vẽ gì được đấy luôn các bạn ạ. Máy bay rồi, cú điếu rồi, máy bay. Anh không đổi đi. Anh làm sao? Ôi xong rồi. Tình. Cái áo mới trắng tinh thế này. Tôi để anh vẽ cái áo nữa. Ê, anh ơi, em hết tiền rồi, anh đừng vẽ nữa anh ơi. Hết tiền rồi, anh vẽ nữa.